Đổi vị trí là ăn rồi. Xếp được hồi cái dinh ở ngoài luôn bị rối. Meditate the light. Cái này mình thả Nico vào sớm các bạn để lên tiền. Xong lên 850 rồi như vừa rồi. Tháng 50 roll được đấy. Mình sẽ roll được liên tục luôn. Vậy thì mất này. Leona tăng thì cứng nhưng mà mình cần bé ép ra lưng. Như vậy rõ ràng roll không ra đâu, phải limbo fit ra quá trời luôn. Đây rồi, có cái màu đỏ. Đây, Lucian, đây luôn. Nico mà xin lát mà có là xin Nico luôn cái cậu kia. Màu đỏ này. Nâng cấp được không ta? Nào đồ hình luôn. Chỉ cần gánh được cái đoạn đầu, đoạn sau lên tới 50 roll đỡ rồi. Trời, liều này 2 sao nhảy vô đúng không? Vì rất tuyệt. Không đủ tiền 1, 2, 3. Lóc thôi. Toàn đồ quý giá không. À quên, đây thì thế này thôi chứ. Lấy được mạng này. Cần cả hai luôn. Chè đây mới được. Lucian tầm xa 890 luôn. Thực ra đúng là mấy fan vậy bắn lại an tâm. Có là một cái có lợi thế riêng. Có mo bắn có vẻ rác hơn nhưng mà không phải lắp nữa đây. Tại vì Gray không cần thiết đến như vậy. À bán bằng này lấy Gray. Vì tăng đến endgame được luôn mà. Cảm ơn, bỏ công chờ đợi.
Cho bạn bạn ra chiều sớm không chế sớm được. Hả, sẽ đứng góc đó. Chưa còn thứ ba đâu, còn thứ một đó. Mình cứ làm vậy đi cho nó ngầu ngầu. Vẫn kịp bán một cái trời ạ. Làm sao thêm mà bạn này vô thời không? BF hoặc găng hoặc gì đó, có ai tiên phong nhiều không? Cái này đi. Bắn ra tia thêm đằng sau nữa. Một lần nữa mình sẽ quan sát thêm thử là cái tia đó có được tính là tia của pháo thủ không, bắn ra sau không. Tạm thời thay. Như vậy thì lại mất bùa đỏ. Mình không biết coi là bên nào sẽ ra được nhiều hơn cho nên giờ khó xử quá. Có Lucian rồi. Bán thì tiếc. Có vẻ như có Lucian. Có mo thì chưa. Em quên mua bạn này. Quên, mình chưa gắn lấy cõi thì làm sao mà. Thôi rồi bán đi. Rồi lâu hơn nữa cho chịu không nổi. Đây có hai người này. Đẳng cấp tiếp theo, cấp 6 là thẻ bằng này vào. Có thời không à. Sẻn. Mình có 4 thời không rồi này. Hồi xưa mình chơi nó bồ quý tộc mình cũng gom gom về một sao một sao. Bây giờ cũng cái này cũng chơi như vậy. Nhưng mà quý tộc hồi xưa cần có tướng 5 tiền là keo rất là khó lên. Bây giờ 850 roll. Vì mục đích mình là roll tướng 4 tiền cho nên là cũng không phải lo cái vụ mà. Giờ bé thôi, bé một rồi thì lên trên đó cũng nhờ mấy cái hồi máu ấy. Không có hồi máu là mệt rồi. Thêm nữa hả, bắn nó hai tia không ta, từ từ đi. Cái này cho Leona đi, từ từ. Nếu mà thua một trận thì mình sẽ thẻ vào.
Rất nhiều tiền quá. Được. Đứng như vậy luôn sành khỏi chạy lung tung. Rồi rớt vào trong cùng được. Cho đội hình kiếm, đúng rồi, đối thủ của mình mệt mỏi đội hình kiếm rất là mạnh. Đang có lợi trên thủ lên 50 tiền. Nếu bạn đi chợ cũng được. Lên 50 tiền xong thì á sẽ bán góc đó không, dâng lên một chút đi. Quên chứ, vì cứng hơn mà. Hay quá đó, mấy fan này thì đúng là công nhận ca ngợi Lucian luôn á. Nước được mấy pha cái tự nhiên bị Caitlyn đập. Thằng này cứng hơn. Mệt rồi. Đang giữ không bán được. Kiếm sen hay gì đó nữa. Cầm cái BF, cung gỗ. Tại vì đây là sát thương lan rồi, bây giờ mình cần sát thương diệt đối tượng. Cung xanh chứ nhỉ. Bán vừa rồi kết hợp Jin với Jin Su có vẻ hay đấy. Có thêm sát thương mà. Chơi Aurelia cũng được nhưng mà mình nghĩ chơi Jin thì kết hợp tốt hơn. Như các bạn thấy đếm số đòn đánh họ là vừa đẹp cho Jin luôn. Bé và găng tay, cái này cũng được, nó không cho hàng tăng. Lấy Vi đây cũng được nè. Vi đây nhập vô hộ vệ. Thế thì hơi phí. Thôi từ từ. Cùng xanh đi. Cũng không có nhiều tiên phong lắm đâu nhưng mà thế thì càng giảm càng tốt thôi. Lại găng lên được nhiều thứ mà. À, mình vẫn thích máy chiếu. Thì để máy chiếu cũng được. Thời không. Nên này ra nhiều quá hả? Cóc mo. Giờ mình không lấy cóc mo làm gì nữa rồi. Ăn luôn đi. Này bán này một đòn này, hai đòn này, một đòn. Rất là cần ổn định cái này sớm để mình xác định được đội hình. Cái này có thể kéo đến 8-8-5 mà. 8-50 chứ không, 8-50. Nên tới 50 được thì đây dân xù đỡ hơn nhiều. Cuối game là phải chơi dân xù chứ không thể chơi mấy kia được. Đây. Bạn này sẽ chạy lên cho nên là Lucian giật tầm xe tốt nên không bị hút. Từ có cái gì đây? Jin này.
quên chứ, mua đi. Mình còn ra sen. Một này, hai đòn này, ba đòn này, bốn đòn này. Ủa mình cứ tưởng cái này là Luna nên là kích hoạt thêm. Bốn đòn. Mình tưởng được chứ hóa ra không phải à. Kể ra thay vì để đây ra mà đâu có dùng đâu, đây ra để trong cuộc không tốt hơn. Ừ, giữ Leona lại. Thêm một cái Talin. Mấy người mình đang dùng này, mấy người dư này. Lên 7. Lên 7 giờ đi ai vào đây? Cái này là hai thời không nhưng mà trước mắt chưa có thời không thì ờ cái này cho Vi tốt nè. Mình sẵn xài vậy hơi phí cái này hả? Này bắn tia mà chưa cần lóc, lóc chắc được ấy. Lóc để là một cái xẻng đi. Nhập vô cũng phiền. Đã có thêm một vi cái nhập vô mình mệt lắm. Hai vi xong rồi sau đó bỏ nó chứ. Tăng là vi đáng lẽ là phải xong qua kia chứ ta, tại sao lại chơi công nghệ kiếm đội hình kiếm thì phải đứng giữa. Bán máy này 8 tiền mình 84. Thêm một lượt nữa mình lên 8 tốt. Thêm một lượt nữa là mình sẽ được 86. 86 cộng 8 đây, 90. Đây là 40 mấy nè. Xuống rồi nè, siêu công nghệ Dark Sota 90 làm phát là lên 850 luôn, không gì phải vội. 90 mình roll thì còn thiếu một chút à. Phải có lock vận 2 vì nhiều người không để ý lock đâu. Ừ, mỗi tội vi này còn ngoài xong lên này còn xong về nữa. Public rank ngoài xong lên này còn về cho nên là rồi cứ đứng đây rồi thôi. Rên đủ thời không, khi nào mà ra được ngộ không hoặc là Riven 2 sao thì thay thế được. Na được trang bị bé ép, lát nữa bán đồ thì mình cho ừ này bé ép thôi. Nếu không thì đai lưng cũng được, đai lưng đi đây cũng được, cái này cũng được cho thăng tốt. Rồi na, ôi giời mất hết à? Gatlin hả? Thì đã nhập vô mắt. Chết tôi, nếu mà cho lấy Gatlin thì nhập vô mắt. Bắn tia. Để lấy của Sen, Sen cũng nhập luôn.
Có, xe nhập được chứ nhỉ? Rồi, từ từ. Ô không này. Năm Chrono Gna. Đúng không ở đây chứ. Quên. Để bạn này lát chơi với. Rất là chết. À, chưa chết. Irelia. Nên một không ở đây chứ. Đấy. Tiên phong. 4 tiền hả? Thêm vi. Nói cho từ vi đi. Lulu. Cứ một sao khổ quá, 5 chrono đây. Bớt cái này đi nhé, 6 chrono đi trong góc. Tự chơi đi. Chơi Jin tiếp không? Mày nghĩ chơi Jin cũng được. Khoảng 20 rồi luôn. Bạn này là cái gì đây? Màu đỏ. Á giáp. Thread. Thread thay ông này. Cần bạn này hơn là Jin. Ừ.
Đôi 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 không đánh được gì. Được đấy, hãy bài đó. Lô 2 sao sẽ khác. Thêm Jin này vào nữa thì phải loại bớt thêm người nó mới được. Và nó không quá cứng nhưng mà lấy một grenade có cái hot đó là xong rồi đó. Giờ mình cần tăng thôi nên lấy cái này là được rồi. Cái này cũng tốt, nhưng xù. Nhưng mình sẽ lấy cái này. Này không được. Này không được. Mới đi lấy cái này đi. Vừa còn 2 sao vừa thêm cái máu nữa thì thôi rồi. Bạn sẽ xử cái góc bên kia. Giờ chỉ coi mấy chiếu mặc vụ mấy kiểu phá bệnh như vậy. Đây này, do bạn này đang chiếm hết tướng của mình. Bạn nào tay ngắn hơn, bạn này tay 420, bạn này tay 660, ừ vậy đi. Có chơi 10 hết thời không không? Chắc là không đâu, như vậy thôi. Bán bớt đi chứ kéo vô cái để ra cái gì đấy thì kéo vô mấy tướng yếu không nè. Đâu ra đây, ý là chỉ cần grenade mình nhảy một phát thôi á. Ô ghê. Sẽ đỡ nhiều, xem thêm cái 2 sao nữa thôi là đỡ liền. Đến 20 ron đi, kiểu này hơi khó. Yên tâm đi, tôi có rất là nhiều khống chế. Làm gì bạn? Ui, chưa đi à? Cái này cho lâu lâu rồi, sẽ thương mà. Pass đứng góc đó nhưng mình phải đảo bên rồi. Lệch lên một chút nữa. Mấy thằng này đều nhảy vào góc bên này. Ủa đội này sao ăn được rồi, sao sống được đến giờ hay vậy? Mà đội bên đấy. Đây cái Sojin nữa là endgame. Tôi kéo cái nhóm này vô. Em bờ lanh. Đây. Nãy giờ vẫn chưa kích hoạt anti. Có một cái nổ nổ của mình. Trời ơi, đâm kiểu gì mà lulu của mình
Lulu luôn không sống nổi luôn trời. Mình lại một lần nữa quên đội hình là đứng chia ra chứ. Đội này xong rồi nè. Nó rộng. Đưa thằng rep vào đây mới đúng. Riêng mấy nghìn năm rồi sao còn chưa đánh? Ra ba lóc lên đi rank chính qua một bên lóc lên màu đó đúng không? Lóc là Relia lên là rồi xong. Nhưng cái này úng một phát là xong rồi. Ê, ê, ê. Nó có hồi máu nha bạn. Rồi. Lần này mình lần 2, lần 3 sao rồi. Đúng á. Rune 8 50 thì là 2.